mỗi ngày. Xương mềm thấm vị ngọt ngon, sao muốn sao cảm giòn giòn, xì sụp nóng hổi hấp dẫn với canh chua xương. Đây là phần sườn non mà chúng ta đã sơ chế sẵn rồi. Phước Hưng sẽ ướp gia vị vào đây để cho sườn được thấm. Đầu tiên Phước Hưng sẽ cho vào đây một muỗng canh hành và tỏi băm, nửa muỗng cà phê hạt nêm Aci ngon heo. Tiếp theo Phước Hưng sẽ cho vào đây một muỗng cà phê gia vị nêm sẵn Aci Quýt lẩu Thái. Chúng ta sẽ ướp gia vị nêm sẵn Aci Quýt lẩu Thái với sườn, giúp cho sườn có vị chua cay, khi ăn thì sườn có hương vị đặc trưng hơn. Wow, hay quá. Gia vị nêm sẵn Aci Quýt lẩu Thái không chỉ có thể làm nước dùng được nè, mà còn có thể nêm nếm gia vị được luôn ạ. Sườn non rất là ngon mà lại còn nhiều giá trị dinh dưỡng nữa. 70% giá trị dinh dưỡng của sườn non là protein đấy ạ. Còn bây giờ phần cà chua thì chúng ta sẽ cắt muối cao. Phần rau muống này thì Phước Hưng sẽ rửa sạch và để ráo. Bây giờ chúng ta sẽ cắt thành từng khúc vừa ăn. Rồi, Hưng sẽ cho qua cái dĩa. Còn phần bắp cải này Phước Hưng sẽ cắt miếng vuông vừa ăn. Phần rau nêm chúng ta sẽ cắt nhỏ thôi để chúng ta nêm vào canh. Rồi. Và bây giờ Phước Hưng sẽ đặt lên trên bếp một cái nồi để chúng ta nấu canh. Một muỗng canh hành tím và tỏi băm nè, để chúng ta phi thơm, cho nửa lượng cà chua và chúng ta xài trước nè, để chúng ta sẽ trừa lại. Chúng ta sẽ xào cà chua để cho nó ra màu đi ha. Và tiếp tục đó, Phước Hưng sẽ cho phần sườn non và chúng ta sẽ xào săn lên. Bây giờ thì phần sườn non cũng đã săn rồi, Phước Hưng sẽ cho vào đây 1,5 lít nước. Phước Hưng ơi, mình sẽ nấu sườn trong khoảng bao lâu thì nước dùng sẽ ngon? Đối với món canh ngày hôm nay thì các bạn chúng ta sẽ nấu khoảng 10-15 phút là sườn vừa chín mềm rồi. Như vậy thì món canh sẽ ngon hơn. Bây giờ chúng ta sẽ vớt bọt cho cái phần nước canh nó hơi trong một chút xíu nè. Cho phần cà chua vào nè, phần bắp cải trắng vào. Rau muống thì rất là nhanh chín, chúng ta sẽ cho sau cùng. Cho gia vị nêm sẵn Aci Quýt lẩu Thái còn lại vào. Cuối cùng Phước Hưng sẽ cho vào đây một muỗng canh nước mắm để phần canh thêm đậm đà hơn. Một loại rau không thể thiếu đó chính là rau muống. Và Hưng sẽ cho vào đây một ít rau nêm luôn nè. Trộn đều lên và wow, canh sôi trở lại là được rồi. Wow, phần canh chua cực kỳ hấp dẫn luôn các bạn ơi. Wow, wow, đầy đủ màu sắc quá trời luôn. Hấp dẫn quá. Cuối cùng Phước Hưng sẽ cho lên đây một ít tỏi phi nè, không thể thiếu cho món canh chua. Đúng rồi. Khi ăn thì chúng ta sẽ chấm với một ít nước mắm và không thể thiếu đó chính là cơm trắng, đúng không? Và những ngày trời mưa lạnh, các bạn nhớ thực hiện ngay món canh chua cay bùng vị này nhé. Nước canh chua chua cay cay, ăn say sưa thiệt đã.